Các anh em mình ha. Thì hôm nay là mình lên một cái mini game là tặng quà cho khách hàng nha. Cái kỳ này là kỳ 006 nha. Tất cả quy định đều giống như những kỳ trước hết. Anh em nào mới thì không mới tham gia thì vui lòng đọc cái phần mô tả hàng hóa bên dưới em ha. Đó, thì tránh những tình trạng mà mình bình luận không đúng cú pháp nha, không được công nhận nha anh em. Đó, game tri ân này thì sẽ dành cho tất cả những anh em đã từng mua hàng bên em nha. Còn những anh em nào chưa từng mua hàng, chưa từng giao dịch thì mình không được tham gia mua bán với anh em. Mong quý anh em thông cảm giúp giùm em. Đó thì đây là kỳ 06 nha. Phía này em bận lu bu quá, em không có lên video được. Đó kỳ 06 vẫn là sổ vào chủ nhật tuần này luôn nha anh em. Hôm nay như thứ năm rồi, video em đang lên thứ năm rồi nè. Sáu thứ bảy chủ nhật vẫn là sổ vào chủ nhật hàng tuần nha. Đó, kỳ 06, tại kỳ 05 vừa có người trúng rồi, nên là kỳ 06 một cái cần tay bằng trúc nghệ nhân nha anh em, trúc nhật nha. 100% là trúc nhật hàng nghệ nhân. Cây này cũng thuộc dạng hàng mỹ nghệ, hàng cao cấp lên anh em ơi. Nè, từ cái màu nước sơn cho đến cái cách mà nó xử lý nè. Còn cái hàng bình dân anh em cầm lên nó khác liền lắm, khác xa lắm. Còn hàng cao cấp nó cầm lên khác nhiều lắm nha. Cây này đáng giá sưu tầm cực cao luôn. Nhất là chú bác lớn tuổi rồi á, rất thích những cái này. Hàng nguyên zin nguyên bản 100% hết. Chiều dài của nó là 4m2. Đó, chiều dài 4m2, độ cứng tầm khoảng 3H nha. Kể cả cái ngọn cũng là trúc nhật hết nha anh em. Quý anh em mình thấy nè, hàng cao cấp nó xử lý đỉnh cao luôn á. Cây này giá trị sưu tầm cực cao nha. Nó em gom làm quà tặng cho anh em mình luôn nha. Lưu ý nha, tri ân cho anh em đã từng mua hàng nha. Anh em thì chưa giao dịch thì không được tham gia, và đúng cú pháp giúp em số điện thoại kèm cái số mình dự đoán nha. Từ 00 đến 99 vẫn mặc định là số miền Bắc, hai số cuối và đặc biệt hàng tuần nha. Để anh em nào tham gia vui lòng đọc kỹ một cái phụ mô tả giúp em, và chỉ tham gia bình luận ở trên cái bài viết YouTube nha, không tham gia bình luận ở trên YouTube hoặc là những hình thức khác nha. Anh em vào trang cá nhân Zalo của em sẽ thấy cái bài viết là kỳ 006 chân khách hàng, rồi người ta bình luận sao thì anh em mình bình luận hệt như vậy nha. Lưu ý giúp em đúng cú pháp. Đó, đây ha, hàng nguyên zin nguyên bản hết nè. Đó, cây này chắc là anh em kích thích lắm nè. Đó, hàng Tết thì nói chung là em buôn bán cũng mấy thì tặng anh em mình thôi, coi như tấm lòng gửi đến quý anh em mình ha. Ai may mắn thì trúng, còn anh em mà không may mắn thì coi như là còn cũng vui ha, tham gia vui thôi. Đó, em cũng cố gắng cập nhật dãy số liên tục, những anh em nào đã chọn rồi sẽ cập nhật liên tục ha. Những số bị trùng anh em đã chọn trùng nên sẽ báo trùng, anh em vui lòng chọn những số khác để tránh trường hợp mà bị trùng nha. Có mỗi người chỉ chọn một số thôi, anh em nào mà chọn hai số hoặc là chỉnh sửa comment không được công nhận nha, và bình luận nó sẽ hủy nha anh em. Đó rồi, xin chúc anh em may mắn nha. Đó, chúc anh em nhiều sức khỏe và thành công. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký ủng hộ tiếp em nha. Còn đã đăng ký rồi thì nhớ bấm like theo dõi để không bỏ lỡ những video sớm nhất nha nè. Rồi, xin chào anh em. Nhớ nha, phần quà kèm cả luôn cái đèn pin này nha nè. Đèn pin đeo đầu này nói chung nó hết pin hay sao á thì em mở chưa lên ngân hàng Nhật luôn á. Nhật về thì về, anh em có chịu khó thay pin lại ha, kiểm tra lại em ha. Cái này em chưa kiểm tra. Tặng kèm luôn ha để anh em mình câu đêm nha. Rồi, xin chào anh em nha.